Thưa quý vị, thời gian qua, nhằm từng bước cụ thể hóa các mục tiêu để thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại 1 vào năm 2025. Thành phố đã tập trung đầu tư vào nhiều lĩnh vực theo các tiêu chí của đô thị loại 1. Trong đó có công tác nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng các tuyến đường giao thông nội ô, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn thành phố. Tuy vậy, trên địa bàn nội ô thành phố vẫn còn một số tuyến đường do tỉnh quản lý thi công dang dở kéo dài và một số tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ gây khó khăn cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi đi qua tuyến đường này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Góc nhìn đô thị về thực trạng trên. Tuyến đường số 23 thuộc khu vực trung tâm hành chính tỉnh, đoạn giao với đường Nguyễn Tất Thành đến đường Trần Quỳnh, cặp với trụ sở Ban Nhân dân tỉnh ủy, thư viện tỉnh. Tuyến đường này đã khởi công từ nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa thi công hoàn thành. Theo người dân trong khu vực, hơn 4 năm trước, ngành chức năng đã khởi công và tiến hành thi công khá rầm rộ. Thế nhưng, chỉ mới được vài tháng thì ngừng hẳn cho đến nay. Giờ đây, hai bên tuyến đường có một tùm, lòng đường là những vũng ao tù nước động. Còn tại tuyến đường Lộc Ninh, đoạn giao với đường Cách Mạng và đường Trần Quỳnh nối dài. Tuyến này chỉ hơn 1 km, nơi có các trụ sở, các cơ quan nhà nước, trường học và lưu lượng người tham gia giao thông cũng khá đông đúc, nhất là giờ cao điểm. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, tuyến đường này luôn trong tình trạng hư hỏng nặng. Dù trời mưa hay nắng, việc tham gia giao thông qua tuyến đường này cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vì có rất nhiều ổ voi, ổ gà trên khắp mặt đường. Theo người dân, dù các ngành chức năng đã nhiều lần dặm giá nhưng chỉ làm qua loa, nên sau một thời gian ngắn, mặt đường lại tiếp tục bong tróc, hư hỏng và đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông khi người dân đi qua tuyến đường này. Tuyến đường này thì nó bể cũng làm chừng một vài năm là nó ổ gà nhiều lắm, mà năm nào nhà nước cũng dặm giá, nhưng mà dặm rồi thì nó cũng bể lại. Tai nạn hoài ha. Tai nạn thí dụ như người ta thấy chỗ nào không có ổ gà thì người ta lách qua, rồi coi như là nhiều khi đi không đúng tuyến đường làn đường nữa, bởi vì chỗ đó bên đây nó ngập hoặc là nó ổ gà thì người ta phải đi qua bên ngược bên kia. Qua tiết mục Góc nhìn đô thị, mong muốn ngành chức năng của tỉnh sớm thi công lại tuyến đường số 23 và khẩn trương tiến hành nâng cấp sửa chữa tuyến đường Lộc Ninh để vừa đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, vừa tạo vẻ mỹ quan đô thị.